hai đứa con dâu của mình, đứa nào cũng có tài, chỉ là tính tết mỗi đứa mỗi khác. Khác với những chiếc áo dài thông thường, áo dài thêu tay là một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế. Nếu chúng ta có niềm tin vào nghề, sẽ khiến cho từng sợi chỉ, từng cây kim đơn lẻ cũng trở thành thiêng liêng. Và sau đây là phần trình diễn của người mẫu Bảo Quỳnh và nhà thiết kế Ánh Dương. Nga, nghe mẹ nói không? Bị bán đi, còn hơn là sống nghèo khổ như vậy nè. Chị nói kỳ quá à. Tao không phải là chị của mày, tao cấm mày nhận tao là chị, biết chưa? Mày và mẹ đi về nhà ngay đi. Sao mà chị quá đáng với mẹ vậy hả? Nếu con không có một trái tim trong sáng, thì sẽ có ngày cái kim sẽ đâm vào ngón tay của con. Và người bị thương chảy máu chính là con. Tôi không muốn làm di chứng của ba tôi suốt đời. Không lẽ... Mở miệng cho người ta còn nắm bắt cái hình nền. Suli nè. Ủa cái gì? Suli. Ba sinh con ra như thế nào thì con để vậy đi. Bây giờ con sửa, ba chầm nó trơn rồi. Cái hình hài này là ba mẹ cho con, nhưng thật sự là nó không có đẹp. Y chang nhau luôn trời. Sông Loan có ý nghĩa là sự chở che. Mẫu này đã được thêu lên áo của công chúa đó. Nếu ai thực hiện được mẫu thêu sông Loan, sẽ là người được mẹ trao chức nhận quyền lực này, và sẽ là người đứng đầu Đỗ gia. Chị dâu à, giờ thì chị không được mẹ thiên vị nữa rồi. Cố mà đấu một trận công bằng với tôi đi. Lần này tôi sẽ khiến thím phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Đừng chỉ theo vầng trăng, mà đuổi theo chiếc bóng của nó. Nếu các con rượt theo bóng trăng, nó sẽ bỏ chạy về phía trước đó. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8.